Xin chào bà, đây là một thơ cực kỳ đặc biệt có tên là Từ Mẫu Hồi Xa, có nghĩa là Mỹ Hiền quay Shiva. Trong thơ này thì cờ của đỏ đang bị xe đen uy hiếp nặng nề, không thể nhúc nhích được, và đen đang đi dọa hai đường là có thể tạo ra sát cục là chốt 2 binh 3, rồi chốt 3 binh 4, hoặc là chốt 3 tấn 1 là sát cục hết đỏ. Tình huống của đỏ là vô cùng nguy ngập, và thế công của đỏ là không rõ ra. Ở đây nếu như đỏ suy nghĩ theo lối thông thường, bên xe để an sĩ chiếu tướng, thì bên đen đơn giản bình tướng thôi, thì đỏ sẽ hết đường đánh và đỏ sẽ không thể thoát khỏi độc thủ bên đen. Đây là tình huống vô cùng nan giải cho đỏ, và có vẻ như là đỏ không thể gỡ được đòn sát cục của bên đen. Nhưng mà đỏ đã ra một đòn thế vô cùng độc địa sau đây để xoay chuyển cục thế, đó là nước cờ xe 2 thoái 6 thứ xe cực kỳ cao của bên đỏ. Dính phải chiêu này thì bên đen chỉ có thể bó tay chịu trói mà thôi. Nếu như đen chạy xa thì đỏ sẽ bên xa để quét chốt, thì sau đó đỏ phối hợp xa chốt pháo để tấn công, thì bên đỏ sẽ nhanh hơn và giành được chiến thắng. Vì vậy bắt buộc là bên đen phải bên xa để ăn xa. Đến đây đã có một nước cờ thuốc diệu để tạo ra sát cục, đó là tướng 6 binh 5 để chặn đường thoát của tướng đen. Ở đây tướng đen không thể nhúc nhích được, sĩ không thể thoái về bởi vì dính sát pháo và con tướng ở đây bị kẹt. Và bên đỏ sau đó có độc thủ là chốt 7 tấn 1 tại tuyệt sát. Mặc dù như con chốt này tấn xuống chiếu tuyệt sát, nhưng mà cờ đen hoàn toàn vô phương chống đỡ và không thể nào ngăn chặn được đòn đánh sát cục rất là tuyệt diệu của bên đỏ, và đành phải cuốn giáp đầu hàng. Trong ván cờ này thì cờ bên đỏ chơi nó có xe 2 thoái 6, chính là Từ Mẫu Hồi Xa, thật là đơn giản nhưng mà thật là cao minh khó lường.